Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng. Thì tiếp tục trong buổi trưa ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu đến cho quý vị và các bạn một mẫu xe mới về cửa hàng của mình. Đó là một chiếc Kia Carnet, có năm sản xuất 2010, phiên bản số sàn, động cơ 1.6 và giá tiền là 258 triệu đồng, mang biển kiểm soát 14A12920, màu con này thì nó là màu màu xám. Vâng, thì hiện tại tại Hải Phòng thì cũng đang có những cơn mưa dầm rất là to đấy. Thì em cũng tranh thủ quay chiếc Kia Carnet 7 chỗ này cho quý vị và bạn. Anh em nào có nhu cầu mua đi tránh mưa, tránh nắng hay đi trong dịp Tết hay chở xe gia đình dịch vụ thì hãy alo trực tiếp cho em. Đây là một mẫu Kia Carnet 7 chỗ rất là hợp lý, giá tiền chưa đến 300 triệu đồng, chỉ có 258 triệu đồng anh em nhé. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ đi tổng quan tổng thể của chiếc xe này. Đầu tiên anh em nhìn thấy cái cụm đèn pha của chiếc xe còn sáng bóng rất đều nhau anh em. Đấy, sáng bóng rất là đều nhau. Đấy, anh em thấy đây, rất là ok đúng không ạ? Sơn xi của chiếc xe này thì cũng rất là đẹp. Anh em nhìn thấy bốn lốp được trang bị, bốn bánh được trang bị la răng đúc nguyên bản theo xe này, cùng với hệ thống bốn phanh đĩa anh em nhé. Đây là bản máy 1.6 rất là tiết kiệm nhiên liệu, 7 chỗ máy 1.6. Đăng kiểm của chiếc xe thì còn đến tháng 5 năm 2020. Rất là ok cho quý vị và các bạn luôn. Sơn xi của chiếc xe thì không có gì gọi là xước xác to cả. Và quả xước sát thì anh em đã tỉa lại rồi. Cam kết cho anh chị là xe không đâm đụng, không tai nạn và không ngầm nước. Đấy, một trong những vấn đề cơ bản nhất của mua những chiếc xe cũ này. Vâng, biển 14 Quảng Ninh anh em nhé, Kia Carnet. Form xe, kiểu dáng xe cũng rất là đẹp luôn. Anh em nhìn thấy rất là ok cho quý vị bạn luôn này. Bốn lốp của chiếc xe thì còn tương đối là dày anh em nhé. Với giá tiền chỉ có 258 triệu đồng một mẫu xe 7 chỗ, rất là ok cho quý vị bạn luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần nội thất cho quý vị bạn cùng xem này. Đầu tiên chúng ta sẽ xem qua phần gầm một chút. Đấy, anh em nhìn thấy đây, lầm bệ của chiếc xe không có vấn đề gì mục mọt nhé. Tiếp tục cho ta đi vào cái phần cánh cửa bên trên của bên phụ này. Đầu tiên chúng ta nhìn thấy phần keo chỉ này, keo chỉ của cánh lái không mất, cánh cửa bên trên lái không bên phụ không mất một phân keo chỉ nào anh em nhé. Tắp ly của chiếc xe cũng rất là đẹp, rất là sạch sẽ luôn. Tắp lô cũng rất là ok. Xe được trang bị màn hình DVD và cam nồi. Nội thất là nội thất da này là da nguyên bản theo xe anh em nhé, cùng với hệ thống trần nỉ nguyên bản theo xe này, rất là sạch sẽ và sáng bóng này. Đấy, anh em thấy đây, hàng ghế thứ nhất của chiếc xe rất là rộng rãi này. Sàn xiếc của chiếc xe cũng rất là ok anh em nhé, rất là sạch sẽ này. Đấy, ốc bản lề của chiếc xe rất là đẹp. Tất cả các đinh bấm cột kèo của chiếc xe này thì hãng còn nguyên bản theo xe luôn. Đấy, anh em nhìn thấy đây, anh em thấy đây là phần bậc lên xuống của chiếc xe đây. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần cánh sau bên phụ. Vâng, đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra cái phần cột kèo một chút này, nguyên bản luôn nhé anh em nhé, không mất một phần nào, không mất một cái đinh nào. Đây là đinh bấm dàn giật của nhà sản xuất luôn. Đây là hàng ghế thứ hai của chiếc xe đây, hàng ghế thứ hai của chiếc xe anh em nhìn thấy đây, rất là ok này, cũng là nội thất da nguyên bản, sàn xe rất là sạch anh em nhé. Đấy, anh em thấy đây, trần rất là ok. Đây là phần tắp ly cả cánh cửa này, phần sau này. Đấy, chỉ đây rất là ok này anh em thấy đây. Vâng, một chiếc xe rất là ok cho quý vị bạn luôn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần gầm đằng sau một chút này. Đấy, gầm bệ của chiếc xe anh em thấy đây, nút dự phòng đây. Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra cái phần khoang cốp một chút này. Rộng rãi. Khoang cốp thì dòng này thì nếu anh em chở 5 người thì là sẽ hạ hàng ghế này xuống để đựng đồ này, có thể thoải mái chuyển đồ. Đấy, đây là phần kích thước lốp dự phòng của chiếc xe để hộp này. Đấy, nhìn từ ba hàng ghế thì đây là một chiếc xe rất là rộng rãi và giá tiền thì rất hợp lý.
chưa đến 300 triệu đồng một chiếc xe đời cao 2010, một chiếc xe 7 chỗ, một chiếc xe 1.6 rất là tiết kiệm nhiên liệu và giá tiền chỉ có 258 triệu đồng thôi. Tất cả đã được quy tập trên một chiếc xe như thế này. Từ giá cả, kinh tế cũng như là nhiên liệu cũng như là phục vụ nhu cầu sử dụng của tất cả mọi người. Đấy, keo chỉ này rất là ok anh em nhé. Tiếp tục chúng ta sẽ đi vào cái phần là kiểm tra tiếp cái phần cánh sau bên lái nha anh em nhé. Đây là phần cánh sau bên lái này. Đấy, nội thất hàng ghế này rất là ok cho quý vị bạn luôn. Đấy, ngoài trời rất là đang mưa, rất là lặng hạt luôn. Và em cũng tranh thủ để quay lên cho quý vị và các bạn cùng xem về những chiếc xe mà quý vị và các bạn đang có nhu cầu để tìm. Đấy, anh em thấy đây, rất là ok đúng không ạ? Vâng, rất là đẹp. Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra phần cánh lái này. Đấy, hàng ghế thứ nhất của chiếc xe đây. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong xe và kiểm tra một số chức năng của chiếc xe này. Máy móc của chiếc xe thì máy 1.6. Điều hòa thì đã trang bị điều hòa tự động rất là chất lượng anh em nhé. Và để trang bị hệ thống cam. Chiếc cam bị lỏng dây. Đấy. Bốn cánh điện anh em nhé. Đấy, anh em nhìn thấy phần kính lái này là chắc là đã biết là ngoài trời mưa rất như thế nào, lặng hạt đúng không ạ? Vâng. Gần mưa sâu của chiếc xe đây anh em thấy đây. Hoạt động bình thường anh em nhé. Rất là ok cho quý vị bạn luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi kiểm tra cái phần khoang máy của chiếc xe này. Khoang động cơ đấy ạ. Xem là máy móc của chiếc xe có chất lượng hay không. Vâng, đây là tổng quan tổng thành về khoang máy của chiếc Kia Carian máy 1.6 này. Đời 2010 anh em nhé. Phần lắp capo chiếc xe đây. Đấy, máy móc của chiếc xe anh em thấy rất là bẩn nhưng mà rất là chất luôn. Chưa rửa giấy vệ sinh gì cả, rất là chất. Anh em có thể đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng của mình. Địa chỉ số nhà 28A Quỳnh Hoàng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Hoặc có thể alo trực tiếp cho em, em tên là Tuấn Anh. Số điện thoại của em là 081 666 2386. Hoặc 0971 255 863. Vâng, anh em có thể là alo trực tiếp cho mình để có những cái giá cả thương lượng nhất, được không ạ? Vâng, thì vừa rồi em Tuấn Anh ô tô Hải Phòng giới thiệu cho quý vị và các bạn về mẫu xe Kia Carian có năm sản xuất 2010, phiên bản số sàn, động cơ 1.6 và đang được chào bán tại cửa hàng của mình với giá tiền là 258 triệu đồng. Anh em nào quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.